Em xin chào các anh, em test bàn giao cái đôi loa này cho anh khách đã đặt hàng cái đôi 7GDV này nhé. DS7GDV hôm qua em quay 950k. Nói đôi này thì là anh khách ở bên... Để em xem chính xác là địa chỉ ở đâu nào. Em sẽ không đọc hết địa chỉ nhé, em chỉ đọc số đôi điện thoại. Anh khách ở Thái Bình, số đuôi là 3 con 9, số đuôi rất là đẹp, số đuôi 882 hai số nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ test lên cho anh con đôi loa này. Đây, bây giờ em sẽ test từng loa một nhá. Đầu tiên loa bên này. Thì cái bát nó sẽ test rồi đúng không? Đấy, bát nó dùng là vào này. Anh nghe rõ tiếng tép không ạ? Giờ em đưa âm thanh sang bên loa này này. À, thì vẫn là đang để tép hết cỡ này này, phải bát hạ xuống này. Cái tép vẫn đang kêu anh thấy không? Bịt tay vào được tiếng tép mình sẽ ví đi này. Bỏ tay ra nhá. Để nghe do tiếng len keng hơn đúng không? Đấy, nếu mà hạ tép về này, tiếng tép rất là bí, anh nghe thấy không? Đẩy bát vào nhá. Ok. Hai loa đầu lên anh nhá. Series của loa anh sẽ nhận nó là đôi series là 3605. Đấy nhá. Làm anh xem có đúng đôi hôm qua quay không nhá. Đôi hôm qua em quay hình như là cũng có series quay ở đằng sau đấy. Đấy nhá. Đấy thì là đôi này của anh là chạy ok nhá. Xin chào các anh ạ. Vâng.